Một tiết mục dự thi hát múa sân trường của các em học sinh học buổi sáng của trường tiểu học Phước Lai, huyện Nhân Trạch. Đây cũng là hoạt động thường xuyên được nhà trường duy trì trong nhiều năm nay vào giờ thể dục giữa giờ hàng ngày. Thay vì trước đây chỉ là một bài tập thể dục đơn điệu, thì nay các em được hát múa, di chuyển đội hình, cử điệu sinh động với các liên khúc sôi động và hấp dẫn. Bài tập chưa đến 10 phút xong đã mang lại cho các em không khí vui tươi, phấn khởi. Đặc biệt với hoạt động này, tất cả các em học sinh đều được thể hiện bản thân, chứ không phải giới hạn một học sinh nổi trội hoặc có năng khiếu. Nhờ đó giúp các em thêm tự tin hơn trong mọi hoạt động, đồng thời cũng giúp nhà trường phát hiện năng khiếu bổ sung cho đội văn nghệ của trường. Khi mà được múa hát sân trường, con cảm thấy rất là vui vì được múa những cái bài nhạc rất là vui này. Và con cảm thấy muốn tới trường hàng ngày, muốn vui chơi và nhảy những bài nhạc hay như thế. Năm nay có một sự đổi mới là cho các trường tự động, chủ động lựa chọn các bài hát. Thì bài hát của trường lựa chọn là tiêu chí là phù hợp với các em, mang cái nội dung tích cực, ý nghĩa tích cực. Và trong năm nay thì nhà trường cũng có cho các em tập cái bài Mưa Hè với cái giai điệu là cha cha cha. Thì lần đầu tiên các em được làm quen với khiêu vũ thể thao một cách tự nhiên nhất. Thì đó là một cái bước thắng lợi và một cái bước thành công của nhà trường trong năm học này. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hầu hết các trường tiểu học đều tổ chức hát múa sân trường hay cho giờ tập thể dục giữa giờ bằng cách kết hợp khiêu vũ thể thao, nhảy trên nền nhạc. Hoạt động hát múa sân trường giúp cho học sinh giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, lấy lại năng lượng tích cực để tiếp tục các tiết học. Được hòa mình trong không khí vui tươi tràn đầy âm thanh, nhạc điệu, nhiều học sinh nhút nhát, thiếu tự tin cũng mạnh dạn hơn trong các hoạt động tập thể. Phong trào này là mỗi ngày hàng năm nó đều nhân rất rộng và nó thêm phần phong phú. Ví dụ như những năm đầu tiên khi mà chúng tôi tiếp quản trường á, thì ví dụ như khi mà hát múa sân trường thì các em sẽ chọn một cái bài hát nào đó gọi là bài hát bắt buộc hoặc là một bài tự chọn thôi. Tuy nhiên cứ hàng năm thì cái hoạt động hát múa sân trường đó càng ngày nó càng phong phú lên. Chúng tôi lồng ghép nhiều cái bài hát, nhiều cái bài diễn, thậm chí lồng ghép vô những cái hoạt động ví dụ như là võ thuật nè, rồi những điệu nhảy nè, rồi những cái điệu múa nè, lồng ghép vào trong nguyên cả một bài hát, cho nên tạo cái cảm giác học sinh khi biểu diễn á, hay là khi tham gia các phong trào, các em đều rất là tích cực và phấn khởi lắm. Tham gia hội thi hát múa sân trường cấp tỉnh, mỗi địa phương chọn 2 trường đạt thành tích cao nhất tại hội thi cấp huyện, thành phố. Riêng thành phố Biên Hòa được chọn 4 trường. Để việc chấm thi diễn ra công tâm, khách quan, Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai đã tổ chức các đoàn giám khảo về chấm thi trực tiếp tại trường. Đáng chú ý, ngay sau mỗi phần thi, các thành viên trong ban giám khảo đều có đánh giá, nhận xét, qua đó giúp nhà trường tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động hát múa sân trường trong thời gian tới. Hát múa sân trường là một trong những hoạt động giáo dục tự chọn đối với trường tiểu học. Việc tổ chức hội thi múa hát sân trường không chỉ mang tính thi thố, mà điều quan trọng hơn là giúp cho phong trào này ngày càng lan tỏa, các cơ sở giáo dục quan tâm, đầu tư cho các hoạt động này hơn với cách thức tổ chức nhẹ nhàng, tự nhiên, tạo hứng khởi cho học sinh khi đến trường.